Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình có vài điều thông báo. Kênh chính của mình sẽ thay đổi là quay Minecraft với tập kích. Còn kênh phụ là kênh thứ hai quay dục rồi khác với lại Roblox. Mới với những game mới khác. Nên mình chụp Minecraft. Quên làm cửa. Nên mình sẽ giới thiệu về mấy farm. Trước khi đi giờ mình phải ra lấy nguyên liệu thức ăn, có thể tới em làm món lên được. Đường đi rất xa. Ủa dân làng đâu ạ? À? Mình thấy nó bỏ hoang mà sao nó cứ dân làng ấy? What the f... Thấy nó bỏ hoang mà. Không hiểu sao. Đây rồi.
Nó sớm tiện luôn. Mình cũng mình sẽ làm bớt video lại. Chủ một tuần mình sẽ đăng 2 video. Đăng 2 video. Mình chỉ rảnh mình cũng cho thôi. Sáng mình đi, trưa nghỉ, chiều đi. Điếm cổ à. Cái đường này tới cái chỗ kim tự tháp. Mình lấy hết vàng ngọc lục bảo rồi. Quá dài. Mới thấy con ngựa ở đây mà sao mất luôn. Còn gần tới rồi. Đây. Đi đường này cho an toàn. Coi chỗ nào. Đây là mấy farm skeleton cộng với Ripper. Chết trò. Chết rồi. Bây giờ có golem ở đây. Đây. Có ai ngủ dưới đây không được. Nó này tắt. Mấy fan giúp được skeleton rất dễ. Mình chỉ cần tìm cái lông của nó. Cái chỗ mà có cái lông của sức rồi kê tên nó có cái tủ á, không biết tụi nó tên gì nữa. Coi hoạt động đây. Chờ nó là sao? Chờ nó. Dùng kênh trước khi cho mình thử nốt cái là mình kênh thứ hai mình sẽ đổi intro. Intro khác với intro kênh chính mình. Lâu. Sao đâu rồi? Thường nó nhanh lắm rồi. Coi bên này. Cái đường nước skeleton. Xem thấy con này xuống. Tắt chưa? Tắt rồi mà. Xuống thì chết luôn. Nó có ông đang đem bắn mình. Chết.
cô. Sẽ làm video tập sau mình sẽ làm mà video hướng dẫn qua mấy pha mà muốn hay là các bạn hãy những ai có chích đó lấy ghi gửi cho nó cụ thể. Hôm ngày mai mình sẽ làm mấy pha heo gà. Ok mà thôi chúc đời tập sau tính sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình mình. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye.